Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là hôm nay em giới thiệu hàng về một số dòng mix show sen hát karaoke chuyên nghiệp, cũng như là những cái dòng mà mix rất là có tiếng trên thị trường hiện nay. Và do những cái dòng mix thì được sử dụng ở những các cái đài truyền hình lớn, ví dụ VTV hay là HTV. Rồi thì trước tiên hôm nay em về có mix không dây, mix có dây, rồi mix đôi. Hôm nay là được mic đôi anh em nha. Và mic em sẽ đi cái mic có dây trước và cái mic không dây em sẽ đi sau anh em nha. Rồi thì hôm nay là cái mic có dây đặc biệt này là của hàng Mỹ ha, có hai cây. Đây là dòng mic EV đây, EV anh em nha. Mic này là mic có dây, EV là từ viết tắt của Electro Voice. Dòng mic này tiếng rất là hay, không thua kém gì Shure, nhưng mà cái thương hiệu thôi, thương hiệu không bằng, nhưng mà của USA sản xuất lên. Em có hai cây và giá của em này á là 2 triệu đồng một cây, 2 triệu đồng một cây, kèm với một cái cộng dây dài 5m ha anh em nhé, dài 5m để cho anh em. Đó, có hai cây 1 triệu đồng một cây. Em xin lỗi, là 2 triệu một cây kèm kèm dây dây kết nối anh em nhá, có hai cây thôi. Vũ nè, tôi tiếng này còn rất là hay nha, tiếng này rất là hay đó. Electro Voice mới USA, hàng xịn em nhá, hàng mới ship về. Ở đây thì có một cây mic cỏ cũng của Mỹ, cỏ cũng của Mỹ. Rồi đây là cái mic Samsung, Samsung V4 mic 7. Đây là cũng một cái dòng mic là của Mỹ anh em nhé, nhưng mà con này thì nó cái thương hiệu rất là không nổi tiếng, nhưng mà tiếng thì nó ăn đứt những cây 1-2 triệu ở Việt Nam mua mới anh em nhé. Con này tiếng rất là hay và giá thì nó mềm xèo. Em tính để lại cái cây này để em thử thử máy cho anh em, mà anh em muốn chơi thì em bán rẻ, rất là rẻ, giá nó ưu đãi lắm, chỉ có 500.000 anh em nhé. Samsung V4 nha, vẫn có cái cộng dây dây kết nối dài 5m cho anh em hết nha. Đó, Samsung V4 500.000 thôi nhá. Rồi hai cái mic thương hiệu đây. Đây là hai cái mic có dây của Shure, đây là Beta 58A này em nhá. Em có hai cây thôi, hai cây chưa cấn móp gì hết nhá, chưa cấn móp đầu là còn nguyên anh em nhá. Beta 58A có hai cây và mỗi một cây là 3.300.000, một cây màu đậm, cây màu lợt thôi, như nhau hết nhá. Dù là đời 3 lỗ, có đời 2 lỗ 3 lỗ anh em nha, vẫn là một thứ thôi. 3.300.000 kèm dây cho anh em nha. Rồi đây là 5 cây mic có dây. Và bây giờ sẽ vào tới phần không dây. Phần không dây thì em sẽ đi trước một cái mic đôi. Đây là cái dòng mic mà mic đuôi chuột anh em nha. Dòng mic đuôi chuột em bán hôm nay, đầu lớn, sử dụng điện 120V, nguyên tai đền hình đồ đúc và khói, sử dụng đầu SM58 anh em nha, SM58, SM58 nha. Và một cái đầu, hôm trước thì em thấy em về, anh em về thấy là em về một cái đời là cái đầu nó là một sử dụng có được có một cây thôi, nhưng mà hôm nay đầu này về là sử dụng hai cây, là một cặp. Một cặp thì giá nó rất là tốt, một cặp rất là tốt anh em. Bao cặp một bộ nó bao gồm như thế này nè anh em nhé, gồm có một cái đầu thu, hai tay mic, hai cái cây anten, cộng dây nguồn, một cộng dây 6 ly, một cộng dây 6 ly anh em, và kèm thêm một cái bộ pin sạc, pin sạc cho đài này luôn. Đây là tặng kèm theo ha anh em nhé. Tổng giá trị sản phẩm nguyên một bộ như thế này chỉ có 15 triệu anh em nhé, giá rẻ, rẻ hơn là anh em mua một cái bộ ULP 4 mà hai cây nó cũng đã 16 triệu rồi, nhưng mà bộ này anh em lấy một bộ nó chỉ có 15 triệu anh em nhé. Chỉ có 15 triệu cho một bộ mic đôi. Nó là hai tay mic cho một bộ này, một cái đầu thu anh em nhé. Đây, đó là mic đôi ha, một đầu thu như này. Và đây, hôm nay mic đôi thì có hai bộ, có hai bộ anh em nhé, toàn là hàng đẹp hết thôi. Tay mic rất là đẹp nha, đặc biệt tay mic thì rất là đẹp, em thấy nha, tay mic đẹp lắm, nguyên zin, không có làm tất cứ. Đây, dòng này là made in USA anh em nhé, hàng USA, hàng này hàng nồi đấy, hàng nồi hết. 15 triệu cho một bộ đôi, ở đây có hai bộ thôi nha. Một bộ nó sẽ như trên em nhé, có tặng kèm cặp pin sạc, bộ pin sạc như thế này cho anh em.
Đó, 15 triệu anh em nha. Rồi, đây là mít đôi. Rồi bây giờ tiếp tục là tới mít đơn. À, mít đơn thì hôm nay em có trong đây thì có hai bộ Beta 58A, hai bộ là hai cái đầu Beta 58A giá là 9 triệu. Còn lại là ba bộ là đầu là SM 58. Thì đối với cái đầu SM 58 ha. Luôn luôn lúc này em tặng làm cho anh em là có tặng cái này để anh em để micro khỏi bị lăn nhé, chống va đập. Đấy, riêng mà SM 58 ha. SM 58 UL4 là một bộ này em nhé. Đó, anten. Rồi một cặp anten này. Đấy, có một bộ nó cứ như thế này. Đó, anten, hai cục pin sạc nha. Pin sạc đợt này là em chơi pin sạc dung lượng lớn tới 800mAh cho xài rất là lâu. Đó. Đấy. Đó, rồi một cọng dây 6 ly như thế này đây. Đó. Rồi một cục sạc nữa anh em nhé. Nó có một cục sạc nữa nha. Có một cục sạc cho anh em. Cục sạc này là cục sạc đợt này về có mấy cục này là chạy điện autovolt từ 100 đến 240V luôn anh em nhé. Đó. Nó rất là tuyệt vời cho anh em nha. Có mấy cục thôi. Đó, nguyên bộ thì sạc nó không quan tâm. Quan tâm là đầu chúng ta chơi. À, thường thì chúng ta phải cắm như là 220, riêng hai cái con này đôi là phải cắm điện 100 đến 120V nhé. Đó, nguyên một bộ như thế này đây. Gồm có bộ pin sạc cho anh em này, hai anten này, cộng dây 6 ly này. À, đầu thu, tay mic và sạc thì là 8 triệu đồng. À, anh em nhé, 8 triệu đồng bao ship cho anh em nhé. Đó. Và đối với Beta 58 đổi cái đầu qua Beta 58A thì giá nó là 9 triệu anh em nhé. Là 9 triệu một bộ. Cái đầu này là bộ này 8 triệu anh em. Đây, ở đây thì em đang có 5 bộ thôi. Đang có 5 bộ nhé. Mới về hôm nay được bao nhiêu đây. Đấy, đây còn một thùng này mà khui ra lấy mẫu cho anh em thôi chứ khui hết rồi quấn lại nó cực lắm. Đây. Ha. À, nhiều lắm. Mới về đây. Anh em nhé. Đây. Đây là toàn bộ mít ngày hôm nay em về. À, anh em đã yêu sản phẩm nào hãy phone ngay cho em. À, riêng cái bộ đầu mít và tay mít này ở Việt Nam chúng ta đi mua mới thì nó khoảng hơn 10 triệu. Và cái đầu này khoảng hơn 20 triệu, nhập lại là khoảng bộ này chúng ta mua khoảng hơn 30 triệu. À, để lại truyền hình để mua chứ chúng ta mua cái bộ mít này mà 30 triệu chắc ngán, không mua nổi. À, nhưng mà giá chúng ta xài hàng xài cũ, xài rồi. Ở bên nước ngoài về, bên Mỹ về, đặc biệt là bên Mỹ thôi. À, thì giá nó chỉ còn có 1/3. Chưa tới 1/3 luôn nè. Chỉ có 8 triệu mà, chưa tới 1/3. À, giá anh em chơi rất là hợp lý và mít hát rất là chất lượng ok. Anh em cứ xem. À, hàng này là mít bao mít xịn cho anh em chứ không phải mít cái đời này có loại China đó em nha. China thì nó rẻ hơn, em không làm. Em chỉ làm đời UL4 và tay mít này là của Mexico sản xuất, riêng cái đời đuôi chuột là của Mỹ sản xuất hết. Đấy. Rồi. À, hàng là bao cho anh em chơi. Đây. Rồi, tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Giá trên clip có hết rồi, anh em nào yêu thì phone cho em. Và lưu ý, anh em nào chuyển đủ tiền là em bao ship, ship cọt thì em không bao. Chuyển trước 20% giúp em. Xin cảm ơn rất nhiều.